Buổi sáng 8 giờ sáng trong làng Malacca, Malaysia, của ngày đầu tuần thứ hai 18 tây tháng 3 2024. Tất cả những thật là thanh bình. Chim én bay khắp mọi nơi trước cửa sổ phòng ngủ của ta. Đẹp quá, thật yên bình. Người Mã Lai trong làng này rất hiền hòa. Và làm việc gì cũng từ từ, chứ không vội vàng.